Hello, chào mừng các bạn đến với podcast của Jen. Đây là nơi chúng ta có thể chia sẻ với nhau về nhiều chủ đề liên quan đến tài chính cá nhân, phát triển bản thân, ngành blockchain mình đang làm việc và những bài học giá trị mình đã đúc kết được cho bản thân. Trong tập podcast ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ với các bạn về chủ đề rèn luyện sự kỷ luật, bao gồm cả kỷ luật bản thân, kỷ luật trong đầu tư và trong cuộc sống. Như chúng ta đã biết thì trong đầu tư, yếu tố tâm lý đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Nó gần như là yếu tố ảnh hưởng nhất định lên quyết định đầu tư. Nói thì có vẻ nhẹ nhàng như vậy thôi, nhưng mà đến khi thực tế chúng ta cầm tiền trong tay chúng ta đầu tư á, thì chỉ có những ai mà đã trải qua cái cảm giác này mới có thể hiểu. Các bạn có thể thử tưởng tượng hình dung là khi mình cầm 500 triệu chẳng hạn, mình mua một đồng coin, một đồng token. Sáng ngày hôm sau khi chúng ta ngủ dậy thì thấy giá Bitcoin giảm, thị trường đỏ le, khiến giá của altcoin giảm theo. Và khi mà bạn mở tài khoản ra thì thấy tài khoản của mình đã lỗ 10% rồi, là lỗ 50 triệu rồi. Hay là tệ hơn là lỗ 20%, là lỗ 100 triệu rồi. Các bạn thấy đầu tư 500 triệu mà sáng ra dậy đã thấy lỗ 100 triệu rồi thì tâm lý lúc này cũng dễ dàng bị lung lay đúng không? Tại vì ai biết được lỡ chiều nay thì nó giảm tiếp thì sao? Bây giờ mình không cắt lỗ, lỡ chiều nay mình giảm 30% hay là 40% hay là tệ hơn là 50-60% nữa thì sao? Vậy thì với những nhà đầu tư mà chúng ta có số tiền lớn hơn như là cả 100.000 đô hay là cả 1 triệu đô thì cái tâm lý của họ nó còn dễ bị lung lay và sợ như thế nào nữa? Thì thông thường với những nhà đầu tư mà lâu năm đó, tâm lý của họ rất là vững. Tại vì đơn giản một điều đó là họ đã từng gặp những cái tình huống như thế này xảy ra với họ rất là nhiều lần rồi. Và dần dần như thế thì họ đã luyện tập cho mình cái thứ nhất đó là cái cách xử lý và cái cách điều chỉnh tâm lý của mình mỗi khi mà mình gặp những cái lệnh thị trường giảm như vậy hay là gặp thua lỗ như cái vậy xảy ra thường xuyên trong quá trình đầu tư. Và thứ hai nữa là họ dần hình thành cho mình một cái bộ nguyên tắc riêng, đó chính là sự kỷ luật trong đầu tư mà họ tự đặt ra cho bản thân của mình và họ sẽ cố gắng để giữ vững những cái nguyên tắc đó. Vậy thì kỷ luật là gì? Kỷ luật là một khái niệm mà chúng ta chỉ sự tuân theo những cái bộ quy tắc, nguyên tắc, chuẩn mực hoặc là hệ thống giá trị được thiết lập. Cái bộ quy tắc đó có thể được thiết lập bởi xã hội, bởi nhà trường, bởi công ty bạn làm việc hay là bởi chính bản thân bạn. Bạn đặt ra những cái quy tắc cho chính bản thân mình để rèn luyện sự giữ kỷ luật. Và kỷ luật cũng đóng vai trò rất là quan trọng trong việc hình thành phát triển bản thân, cũng như là trong việc khi mà chúng ta xây dựng, duy trì một cái tổ chức một cách hiệu quả hơn. Và kỷ luật bản thân cũng sẽ giúp một người có thể làm những cái điều mà bộ não của họ cho rằng đó chính là sự lựa chọn tốt, ngay cả khi cơ thể của họ chống đối. Điều này cũng có nghĩa là đôi khi bạn sẽ phải gạt bỏ những cái sự thoải mái hoặc là sự bốc đồng trước mắt để có thể hướng tới một sự thành công lâu dài hơn. Kỷ luật là khi mà bất kể là hôm nay bạn làm việc có mệt mỏi tới như thế nào, bạn cũng sẽ cố gắng tới phòng tập thể dục, tập 15 phút, 30 phút hay tập 1 tiếng, miễn sao là bạn cam kết với bản thân mình là bạn có đi tập thể dục. Kỷ luật là khi mà bạn từ chối ăn pizza hay là ăn đồ ăn vặt, bạn không ăn fast food trong vòng 3 tháng, để bạn quyết tâm sẽ có được một cơ thể khỏe mạnh và đẹp hơn để bạn đón Tết trong năm sau. Kỷ luật là khi bạn vô cùng buồn ngủ nhưng mà vẫn sẽ cố gắng thức dậy lúc 5 giờ sáng mỗi ngày để hoàn thành những công việc vào buổi sáng, luyện tập cho bản thân một thói quen dậy sớm để bạn có nhiều thời gian hơn, dậy sớm để bạn có thể đi ngủ sớm hơn vào buổi tối. Kỷ luật là thứ mà bạn sẽ phải rèn luyện mới có. Đây là một quá trình rèn luyện lâu dài và nỗ lực đi ngược lại với sự thoải mái, với những sở thích và thói quen hàng ngày của bạn để hướng tới một tương lai, một mục tiêu tốt đẹp hơn mà bạn đã đặt ra cho bản thân mình. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về một vài những nguyên tắc đầu tư của những nhà đầu tư nổi tiếng trên thế giới. Ví dụ như ông Warren Buffett là một nhà đầu tư lỗi lạc có tiếng trong giới đầu tư toàn cầu. Và để có được sự thành công như vậy và có những cái thương vụ đầu tư nổi tiếng như vậy, ông là một người nổi tiếng rất là kỹ tính, cẩn thận và luôn luôn xem trọng yếu tố kỷ luật. Ví dụ như là trong rất nhiều những nguyên tắc mà ông đặt ra cho bản thân mình thì có những nguyên tắc đầu tư mà ông luôn cố gắng kỷ luật để bản thân có thể thực hiện. Như việc ông sẽ chỉ đầu tư khi đã thực sự hiểu về lĩnh vực kinh doanh và luôn tìm những thương vụ mang tính chất và chiến lược đầu tư có tính dài hạn. Cũng như là ông luôn dành thời gian để nghiên cứu thật là kỹ về công ty mà ông sẽ rót tiền đầu tư vào. Lấy ví dụ như là nếu trong trường hợp bạn chỉ thật sự nghiên cứu, tìm hiểu và dành thời gian thật là nhiều về những công ty trên thị trường chứng khoán, những mã cổ phiếu hoặc là thị trường nhà đất chẳng hạn, bất động sản v.v.
Và lĩnh vực về tiền điện tử như là cryptocurrency không phải là một cái mạng mà bạn thật sự hiểu và không thật sự rành. Bạn cảm thấy là có quá nhiều người đang nói về nó, cảm thấy rất là nhiều người có thể kiếm được lợi nhuận khủng và giàu nhanh từ crypto. Thì bạn cũng muốn được như vậy, nhưng mà bạn lại không có ý định là sẽ dành thời gian ra để đọc hay là để tìm hiểu bài bản về thị trường crypto vận hành như thế nào và đầu tư ra sao, mà chỉ muốn tìm xem là mình sẽ tìm được một người nào đó có cái hiểu biết về crypto rồi và nhắm mắt đầu tư theo họ mà thôi. Họ đầu tư đồng A thì mình cũng sẽ mua theo họ, mua đồng A luôn. Với những trường hợp như thế này thì hầu như mọi người đều bị FOMO và thật sự không hiểu hay là không tin vào những thứ mà tiền của các bạn đang bỏ vào. Đây cũng là sự khác biệt dễ thấy nhất giữa một nhà đầu tư có nguyên tắc và kỷ luật thì sẽ không như vậy. Tâm lý của họ sẽ rất là vững, họ sẽ không dễ bị FOMO, không dễ bị tác động bởi đám đông, vì đơn giản là họ có đủ kiến thức để sẵn sàng trả lời có hoặc là không khi mà đầu tư vào một mạng nào đó họ thật sự không hiểu, hoặc là họ thật sự hiểu nhưng mà họ lại không có hứng thú hay là không đặt niềm tin vào nó. Hay lấy một ví dụ khác, mình có quen một người bạn cực kỳ tuân thủ những nguyên tắc và kỷ luật của bản thân khi mà đầu tư. Ví dụ một trong những nguyên tắc mà bạn đó đặt ra cho bản thân là cứ 20% là bạn sẽ chốt lời. Cái này sẽ tùy bác mà bạn đang mua nha. Ví dụ như coin mà hold dài hạn thì tất nhiên là TP của bạn sẽ khác, không có tính bằng phần trăm nữa mà lúc đó sẽ tính bằng vốn hóa thị trường market cap chẳng hạn. Bạn sẽ hold đến khi nào mà market cap là bao nhiêu đó thì mới bán. Nhưng mà chung quy lại thì mình lấy một cái ví dụ nhỏ là TP 20% là bán để minh họa cho việc là bạn đó luôn cố gắng theo cái nguyên tắc mà mình đặt ra. Dù sau đó khi mà đã chốt lời xong, đồng coin đó có tăng ít 2 đi chăng nữa thì bạn cũng sẽ không tiếc, không có toxic và không có trách móc bản thân mình là bán quá sớm. Hay là một nguyên tắc khác bạn đã đặt ra là sẽ không bao giờ chơi meme coin. Dù có bất kỳ một cái sự rủ rê hay là FOMO nào, dù meme coin nó có là trend hay là tăng bao nhiêu phần trăm, bạn cũng sẽ không trade hay là không mua meme coin. Có một lần Bitcoin giảm khá sâu và thị trường điều chỉnh mạnh, khiến một cái đồng coin mà bạn đang hold dài hạn cũng giảm và đang âm tài khoản khá là nhiều. Và có một vài người nói là bạn nên cắt lỗ đi, bạn nên bán đi, tại vì sợ nó còn đâm tiếp, nó sẽ còn giảm tiếp nữa. Thì bạn thản nhiên và trả lời gồm 1, 2, 3, 4, 5 lý do vì sao bạn sẽ không cắt lỗ và vì sao bạn sẽ hold tiếp đến khi đạt TP, đến khi market cap là bao nhiêu đó thì bạn mới bán, đến khi cái target profit của bạn thì thôi. Bởi vì bạn đó là bạn đã dành ra rất là nhiều thời gian tìm hiểu và đặt niềm tin vào dự án này. Thì một thời gian lâu sau đó thì mọi thứ đã được pay off với bạn và bạn đã đạt được cái TP sau một năm hold đồng coin này. Và tất nhiên thì không phải ai cũng có thể follow được theo cái ví dụ đó là cứ 20% là bán hay là lỗ 30% là cắt. Nó sẽ còn tùy thuộc vào rất là nhiều những yếu tố khác nữa. Ngay cả bản thân mình cũng vậy thôi. Nên mới nói là sự kỷ luật là cả một quá trình rèn luyện va vấp và đấu tranh tâm lý với chính bản thân mình hàng trăm lần để có được câu trả lời. Ví dụ như việc hôm nay mình đấu tranh tâm lý là mình có nên đi ra phòng tập gym tập thể dục hay không, thì mình cũng nhớ lại là sáng hôm qua mình cũng hỏi bản thân một câu y chang như vậy, là liệu mình có nên đi tập không, lười quá. Nhưng mà sau đó thì mình cũng đã cố gắng đi và hoàn thành buổi tập, rồi mình thấy cơ thể mình năng động hơn và khỏe hơn. Thì bây giờ mình lại lặp đi lặp lại câu hỏi như thế với bản thân mình, dù biết là hôm nay rất là mệt, công việc mệt, người thì lười, rất là đau nhức, nhưng mà mình tin một điều là sau khi mà tập xong mình sẽ thấy tinh thần tốt hơn, về lâu về dài thì mình thấy sức khỏe của mình được cải thiện hơn và cả vóc dáng nữa. Bởi vậy mới có câu nói các bạn hay nghe, đó là kỷ luật sẽ đưa bạn đến nơi mà động lực không làm được. Động lực thì sẽ dựa trên một sự mới mẻ, sự hứng khởi và niềm yêu thích ban đầu. Nhưng mà kỷ luật sẽ là thứ mà ở lại sau cùng, khi mà tất cả những sự mới mẻ, hứng khởi và yêu thích ban đầu đã đi mất. Một số những điều mà mình đang cố gắng mỗi ngày để xây dựng và giữ kỷ luật cho bản thân, đó là mình sẽ viết ra mọi thứ, kiểu như là nhật ký mỗi ngày vậy. Mình đã giữ thói quen này hơn 1.5 năm nay và cảm thấy khá là hiệu quả. Ban đầu làm thì nó sẽ hơi khó để duy trì, nhưng mà một khi mà đã hình thành được rồi, thì việc mà mình nhìn lại sau 1 năm qua mình đã làm được những gì, đạt được những gì, sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc bởi vì bản thân mình đã cố gắng để vượt qua sự lười biếng đó. Một mẹo nhỏ nữa đó là mình sẽ luôn tìm kiếm một cái niềm tin hoặc là mục tiêu dài hạn để mình dựa vào mỗi khi mà cảm thấy lười biếng, cảm thấy là không giữ kỷ luật được. Ví dụ như là bạn tin nếu mà bạn đi làm đúng giờ mỗi ngày, có performance tốt trong công việc, luôn làm việc hết mình, vì mục tiêu cuối năm nay bạn sẽ cố gắng trở thành Employee of the Year, nhân viên của năm trong công ty. Hay là bạn giữ kỷ luật mỗi tuần,
cố gắng đến phòng gym ít nhất là 5 ngày một tuần, phấn đấu trong vòng 1 năm để khi nhìn lại thì bạn sẽ thấy sự khác biệt của cơ thể mình cả ngoại hình lẫn tinh thần khi mà 1 năm nhìn lại giữ kỷ luật như vậy. Hoặc là việc bạn nắm giữ, đầu tư một dự án cho đến khi mà đạt cái target mình mong muốn bởi vì niềm tin là bạn đã tìm hiểu công ty đó rất là kỹ và dành nhiều thời gian để phân tích rồi, bạn sẽ chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình dù nó có lỗ, dù nó không đạt target đi chăng nữa. Hay là việc bạn bắt đầu ăn uống healthy hơn để vì mục tiêu dài hạn là bạn sẽ sống lâu hơn, sống khỏe hơn, cho cơ thể của mình những cái chất dinh dưỡng tốt nhất vì mục tiêu lâu dài. Hay là bạn kỷ luật trong việc là mỗi tháng sẽ dành ra bao nhiêu đó tiền tiết kiệm vì mục tiêu là bạn có thể mua cho mình một căn nhà trước năm 35 tuổi khi mà bạn bắt đầu xây dựng một cái gia đình riêng cho bạn. Và rất nhiều những việc khác khi mà bắt đầu, chúng ta bắt đầu bằng sự đam mê, nhiệt huyết, sự tò mò của bản thân và tìm hiểu về việc đó. Nhưng mà khi thật sự mà bắt tay vào làm rồi thì bạn nên tìm một cái lý do nó đủ vững chắc, đủ dài hạn. Nếu mình tiếp tục theo con đường này về lâu về dài, đó sẽ là việc giữ bạn mỗi khi mà bạn cảm thấy chán nản quá, mệt mỏi quá và muốn bỏ cuộc. Một cái động lực, một lý do đủ thuyết phục sẽ giúp bạn giữ được kỷ luật tốt hơn và lâu dài hơn. Và hôm nay mình trò chuyện với nhau đến đây thôi, hy vọng là sẽ giúp cho các bạn có thêm những cái kiến thức hữu ích hoặc là những cái mẹo nhỏ để chúng ta có thể tập thói quen giữ kỷ luật trong cuộc sống. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều đã dành thời gian lắng nghe podcast của Jane. Nếu mà các bạn thấy thích tập podcast này thì nhờ bạn nhấn thêm vào nút like để mình có động lực làm những tập tiếp theo nha. Mình cảm ơn và xin chúc những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này sẽ đến với bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những podcast sau. Bye bye!